Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Một lần nữa hân hoan kính chào quý bà và anh chị em. Chúng ta trở về giáo đường chiều tối hôm nay, cử hành phụng vụ Chúa Nhật thứ hai mùa chay, cùng với tất cả những ý nguyện mà chúng ta xin trong thánh lễ chiều tối thứ bảy này. Chúng ta cùng với đại gia đình Tam Quyến xin lễ dỗ 100 ngày cho linh hồn của ông Phêrô Trần Yên, và cùng với cha bố Luân, chúng con xin lễ dỗ 100 ngày cho cha cố Thomas Đỗ Thanh Hà, và cùng với gia đình của anh chị Ngô Trung Nghĩa là thân phụ của hai cháu Nhật và Lý trong chương trình Việt ngữ của chúng ta. Gia đình xin lễ cho người cha thân phụ của anh Nghĩa là linh hồn An Tôn Ngô Văn Rỉ vừa mới qua đời bên Việt Nam. Trong tâm tình đó, và đặc biệt trong tâm tình của bài phúc âm chiều tối hôm nay, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối và ăn năn. Chức sắc sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, con đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, đi đến đất Moria. Ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiên. Trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ, vâng, và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết người kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối. Dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng vì ngươi làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Kia trước mắt Chúa con.
Jesus Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại. Đấng đang ở bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta.